Quang Huy xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 2 tháng 6 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Và chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên và rất mong quý vị sẽ bấm like cũng như bấm theo dõi kênh YouTube của Báo Thanh Niên để có thể nhận được những thông tin khi chúng tôi quay trở lại cùng với những chương trình cập nhật liên tục. Thưa quý vị, lực lượng không quân Ukraine hôm nay cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 24 trong số 25 máy bay không người lái UAV tấn công mà Nga phóng vào đêm qua. Nga cũng đã phóng một tên lửa hành trình Iskander-K về phía khu vực Kharkiv của Ukraine và một tên lửa dẫn đường phòng không, lực lượng không quân cho biết trên ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, họ không nói chi tiết điều gì đã xảy ra với các tên lửa. Thành phố Kharkiv và các khu vực xung quanh đã trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công của Nga trong những tuần gần đây. Hồi tháng 5, lực lượng Nga cũng đã tiến qua biên giới vào các quận phía bắc của vùng Kharkiv và các quan chức cho biết họ đã chiếm được khoảng 10 ngôi làng. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Naza Voloshin đã nói với đài truyền hình quốc gia rằng lực lượng Ukraine cũng đã kiểm soát 70% thị trấn Vochensk nằm cách biên giới 5 km mà quân đội Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông rất biết ơn Mỹ vì đã cho phép Kiev sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do nước này cung cấp nhằm vào lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv, nhưng nói thêm rằng như vậy là chưa đủ. Phía Nhà Trắng dù dần nới lỏng quy định, vẫn cương quyết với lập trường không để Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa như là tên lửa ATACMS tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Ông Zelensky nói rõ quân đội Kiev cần được sử dụng các loại vũ khí tầm xa uy lực nhằm vào đất Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng nếu như Washington không bật đèn xanh, các đồng minh phương Tây khó có thể đưa ra quyết định tương tự. Tuy nhiên, một số vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine đang dần mất tác dụng trước hệ thống gây nhiễu điện tử vượt trội của Nga. Điều này có thể gây thêm khó khăn cho lực lượng Kiev, thưa quý vị. Một báo cáo mới cho thấy, các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã mất tác dụng trước hệ thống gây nhiễu điện tử của Nga. Báo The Washington Post đã được tham khảo một đánh giá bí mật về vũ khí của Ukraine. Theo đó, lực lượng Kiev đã phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô sử dụng nhiều loại vũ khí do Mỹ cung cấp vì tỷ lệ bắn trật mục tiêu tăng cao. Báo cáo đề cập đến các loại vũ khí như đạn pháo dẫn đường bằng GBS, Excalibur và hệ thống HIMARS. Đánh giá cho thấy, công nghệ Excalibur ở các phiên bản hiện tại đã mất đi tiềm năng. Việc sử dụng loại đạn này trên chiến trường ở Ukraine đã làm mất đi danh tiếng bách phát bách trúng của loại đạn này. Một nguồn tin quân sự Ukraine nói với The Washington Post rằng tổ hợp HIMARS có thể phóng tên lửa đến mục tiêu cách xa 80 km, ban đầu được ca ngợi là cứu cánh cho Ukraine, nhưng giờ đây đã trở nên ít nguy hiểm hơn trên chiến trường. Nguồn tin cho biết, người Nga đã triển khai chiến tranh điện tử, vô hiệu hóa tín hiệu vệ tinh và HIMARS trở nên hoàn toàn vô dụng. Theo đánh giá, việc gây nhiễu của Nga có thể khiến tên lửa trượt mục tiêu từ 15 mét trở lên. Đầu tuần này, một báo cáo tiết lộ rằng bơm lượng do Mỹ cung cấp cũng liên tục trượt mục tiêu do Nga gây nhiễu. Các hệ thống khác bao gồm tên lửa Storm Shadow của Anh và hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân của quân đội Mỹ hay ATACMS ít bị ảnh hưởng bởi hoạt động gây nhiễu của Nga hơn. ATACMS cũng được bắn từ bệ phóng HIMARS. Tờ Defense One đưa tin gây nhiễu là một phần chiến thuật phòng không hiệu quả vì sử dụng phần mềm không quá tốn kém nhưng vẫn có thể tiêu diệt các loại đạn dược có giá ít nhất cũng là hàng vạn đô la Mỹ. Các loại đạn và tên lửa chính xác sẽ dựa vào hệ thống vệ tinh để dẫn đường đến mục tiêu. Hệ thống gây nhiễu của Nga hoạt động từ mặt đất, phóng ra một hình nón ngăn vũ khí liên lạc với vệ tinh. Một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên nói với The Washington Post rằng Nga tiếp tục mở rộng việc sử dụng tác chiến điện tử. Ông cho biết Mỹ tiếp tục phát triển cũng như đảm bảo rằng Ukraine có những năng lực cần thiết để hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, đầu tháng này, ông Mike Nagata, trung tướng của đội Mỹ đã nghỉ hưu, người chỉ huy các hoạt động đặc biệt ở Trung Đông, nói rằng Mỹ vẫn đang tụt hậu về khả năng tác chiến điện tử của mình. Ông kêu gọi chính quyền Washington nên sáng tạo hơn nữa để giành lại ưu thế trong chiến tranh điện tử. Công nghệ gây nhiễu của Nga thậm chí còn nhắm tới dịch vụ kết nối vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk hiện đang được cung cấp ở Ukraine. Kể từ khi bắt đầu xung đột, quân đội Ukraine đã dùng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của công ty SpaceX cho các công việc liên lạc và phối hợp tấn công. Nhưng theo báo The New York Times, hồi đầu tháng 5, quân đội Nga đã thành công trong việc phá vỡ Starlink, gây ra vấn đề nghiêm trọng cho quân đội Ukraine trên tiền tuyến. Các thành viên của lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine cho biết, mạng Starlink hoạt động rất chậm khi lực lượng Nga triển khai các chiến dịch tấn công lớn vượt biên giới phía Bắc về phía tỉnh Kharkiv. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cảnh báo phương Tây cần tránh hành động hấp tấp
khi cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công Nga. Ngoại trưởng Tajani cũng chia sẻ rằng đây chính là thời điểm rất nhạy cảm, chúng ta cần tránh những bước đi sai lầm. Ngay cả Mỹ cũng rất thận trọng khi không cho phép sử dụng vũ khí tấn công bừa bãi vào đất Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng việc Mỹ mập mờ trong việc vấn đề viện trợ đã khiến cho nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng và kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngừng lo ngại về khả năng leo thang hạt nhân với Nga. Ông Zelensky lưu ý rằng vũ khí Mỹ chuyển giao vẫn chưa đủ số lượng để trang bị cho các lữ đoàn Ukraine ở phía Đông Bắc, nơi Nga đang tiến công. Và theo nhà lãnh đạo Ukraine, những nước trong tình trạng hòa bình ở phương Tây có nhiều ưu tiên khác. Do đó, dễ hiểu khi các nước này không chia sẻ cảm giác cấp bách như Ukraine, dẫn tới tập trung đối thoại hơn là hành động. Và bây giờ, chúng tôi xin phép được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, trả lời đài BBC ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng đất nước của bà không chuẩn bị kế hoạch B cho trường hợp Nga chiến thắng tại Ukraine, với lý do điều đó sẽ khiến Estonia sao nhãng kế hoạch chính là giúp cho Kiev đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Chính phủ Estonia đã chi hơn 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP để viện trợ Ukraine. Nếu mọi nước NATO đều làm điều tương tự thì Ukraine đã thắng, bà Kallas nói. Estonia là một trong những thành viên của NATO có biên giới giáp với miền Tây của nước Nga. Và nước này cũng lo ngại khi giao tranh dừng lại tại Ukraine, Moscow có thể sẽ hướng sự tập trung lên vùng Baltic mà Estonia là một trong những quốc gia ở khu vực này. Và như quý vị cũng đã biết thì NATO hiện đang trong giai đoạn thảo luận để xem xét đưa Ukraine vào danh sách kết nạp làm thành viên. Tuy nhiên điều này cho đến nay vẫn không có nhiều tiến triển. Ukraine sẽ chưa thể đạt thêm bước tiến trong nỗ lực trở thành thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh thường niên năm nay khi liên minh quân sự này vẫn quan ngại về khả năng bị kéo vào một cuộc chiến với Nga. Theo báo Anh Telegraph, Mỹ và Đức là hai quốc gia đã bày tỏ quan điểm phản đối về việc đưa ra mốc thời gian kết nạp Ukraine. Một nguồn thạo tin cho biết Đức có lẽ quan ngại sâu sắc hơn Mỹ về khả năng này, nhưng chính quyền ông Joe Biden vẫn lo lắng về mối đe dọa từ Nga đối với phần còn lại của liên minh quân sự. Quyết định này được cho là sẽ khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky thất vọng, dù các đối tác cũng từng cảnh báo ông không nên yêu cầu điều không thể từ NATO. Khi NATO đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Washington đánh dấu 75 năm thành lập, Nga đang đạt được một số bước tiến và dự kiến sẽ mở rộng tấn công vào mùa hè. Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2023, ông Zelensky thậm chí đã công khai chỉ trích NATO là ngớ ngẩn khi các nhà lãnh đạo khối từ chối đưa ra lời mời Ukraine trở thành thành viên chính thức. Theo nhiều nguồn tin, sau lần đó, các quan chức hàng đầu của NATO đã phải quản lý kỳ vọng khi nhận ra rằng các thành viên ủng hộ Ukraine như Anh đã gây sức ép quá mức về vấn đề kết nạp chính thức. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng vấn đề từ các thành viên của Ukraine có khả năng đã chi phối hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, đồng thời gây ra rạn nứt giữa các nước thành viên. Vào ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện bất ngờ tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn thường niên được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS Anh tổ chức tại Singapore với sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia cũng như tổ chức. Xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh thường thấy, ông Zelensky phát biểu về xung đột tại Ukraine và sự suy yếu vai trò của ngoại giao trong việc giải quyết các vấn đề. Và ông cũng nói rằng, ngoại giao dưới hình thức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng này là cách tốt nhất để chấm dứt một cuộc chiến tàn khốc đã giết chết hàng ngàn người ở đất nước của ông kể từ năm 2022. Và trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh ở Singapore, ông Zelensky cho biết 106 quốc gia và tổ chức đã ký kết tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sĩ, nhưng lưu ý rằng một số nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa đưa ra sự ủng hộ của họ và đó là điều đáng thất vọng. Trong một cuộc họp báo sau đó, ông đã tỏ ra tiếc nuối vì không thể gặp phái đoàn Trung Quốc tại Singapore và thất vọng vì Bắc Kinh sẽ không dự hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ. Và bên cạnh đó, thì ông còn cáo buộc Trung Quốc đang nỗ lực ngăn cản các nước đến dự hội nghị hòa bình. Nga cũng đã chỉ trích rằng việc tổ chức hội nghị hòa bình nhưng không có nước này là một điều vô lý. Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói, tìm kiếm lựa chọn cho một giải pháp cho xung đột Ukraine mà không có sự tham dự của Nga là tuyệt đối phi logic, vô ích và phí thời gian. Không chỉ là hội nghị thượng đỉnh hòa bình nói trên mà Nga sẽ vắng mặt trong lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh tại Normandy để giải phóng châu Âu khỏi quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai sẽ diễn ra trong vài ngày tới tại Pháp. Tuy nhiên, điều đáng nói là Pháp ban đầu dự định mời Nga tham dự. Điều gì đã xảy ra sau đó? Mời quý vị sẽ cùng với Quang Huy tìm hiểu thông qua đoạn video sau đây. Phủ Tổng thống Pháp thông báo không mời Nga dự sự kiện kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ của quân đồng minh tại Normandy để giải phóng châu Âu khỏi quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.
Thông báo được Điện Élysée công bố trong ngày 30 tháng 5. Việc Nga không được mời đến dự lễ kỷ niệm là do chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine, theo Reuters. Trước đó, ban tổ chức nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không được mời, nhưng một số đại diện của Nga sẽ được đón chào để công nhận sự hy sinh của Moskva trong Thế chiến thứ hai. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào tháng 6 với sự tham dự của hàng chục nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hơn 15.000 binh sĩ thuộc quân đồng minh tiến hành cuộc đổ bộ tại Normandy ở miền Tây nước Pháp vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, còn gọi là D-Day, ngày đổ bộ, trong chiến dịch mà sau đó dẫn đến việc giải phóng Tây Âu khỏi quân đội Đức Quốc xã. Tổn thất của Liên Xô là hơn 25 triệu người trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các quan chức Nga từng tham dự lễ kỷ niệm D-Day trong quá khứ. Năm 2014, Tổng thống Putin cùng lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine thiết lập nhóm bộ tứ Normandy để giải quyết xung đột tại miền đông Ukraine. Đài Europe One mới đây dẫn nguồn tin cho rằng Pháp dự tính mời Nga dự sự kiện tại Normandy, nhưng Đại sứ quán Nga tại Paris lẫn Bộ Ngoại giao Nga đều không thông báo nhận được lời mời nào. Một số nguồn tin nói với Reuters rằng chiến sự tại Ukraine và sự khó chịu của một số đồng minh về sự xuất hiện của Nga đã khiến Pháp thay đổi ý định ban đầu. Xin được chuyển sang thông tin về tình hình xung đột ở dải Gaza. Thưa quý vị, Bộ Y tế Palestine hôm nay cũng đã cho biết hai thiếu niên Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel không xác nhận các trường hợp tử vong, nhưng cho biết hai nghi phạm đã ném chất nổ về phía một cộng đồng địa phương, gây nguy hiểm cho dân thường, và quân đội đã đáp trả bằng hỏa lực thật. Bộ Y tế Palestine cũng cho biết hai thiếu niên 16 và 17 tuổi đã thiệt mạng ở phía tây trại tị nạn Akafet Jaber gần với thành phố Jericho ở bờ Tây. Và truyền thông Palestine cho biết rằng các đội y tế đã không thể tiếp cận một trong những người bị thương và người còn lại đã tử vong vì vết thương nặng tại một bệnh viện ở Jerusalem vào cùng ngày. Bộ Y tế Palestine cũng cho biết một người bị bắn vào đầu và người còn lại bị bắn vào ngực. Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi mà Palestine muốn là trung tâm của một quốc gia độc lập trong tương lai, cùng với Gaza, cũng đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10, 2023, và một cuộc đàn áp lớn của lực lượng an ninh Israel đã thực hiện hàng ngàn vụ bắt giữ. Và như bản tin tối ngày hôm qua của báo Thanh Niên có đề cập, thì Israel cũng đã vừa đưa ra kế hoạch mới gồm 3 giai đoạn để nhằm đạt được ngừng bắn ở dải Gaza, đổi lại việc trao trả các con tin Israel, đồng thời nói rằng đã đến lúc cuộc chiến này chấm dứt. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 1 tháng 6 lại cho biết có thể sẽ không có lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza cho đến khi Hamas bị tiêu diệt, làm nổi lên nghi ngờ về một nội dung quan trọng trong đề xuất ngừng bắn mà Tổng thống Joe Biden cho biết chính Israel đã đưa ra. Tiếng súng vẫn vang lên ở dải Gaza và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 1 tháng 6 cho biết sẽ không có lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza chừng nào Hamas chưa bị tiêu diệt. Văn phòng Thủ tướng Israel nói sẽ không có gì tiến triển khi vẫn còn Hamas. Đã đến lúc bắt đầu giai đoạn mới. Mới một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đã đề xuất một thỏa thuận liên quan đến lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 6 tuần. Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc Israel rút quân một phần và thả một số con tin trong khi tiến hành đàm phán chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc để một chương mới bắt đầu. Bình luận của ông Netanyahu đã làm nảy ra nghi ngờ về chi tiết của kế hoạch và thời điểm thực hiện. Hamas đã thận trọng hoan nghênh các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận. Ông Biden đã tỏ dấu hiệu là Hamas sẽ không tiếp tục nắm quyền ở Gaza, nhưng không nói rõ chi tiết. Tuy nhiên, nhóm vũ trang Hồi giáo không cho thấy khả năng sẽ tự nguyện rút lui khỏi quyền lực hay giải giáp vũ khí. Tại Tel Aviv, người biểu tình tiếp tục tụ tập kêu gọi thả con tin Israel tại vùng đất của người Palestine. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho biết đảng của ông sẽ ủng hộ thỏa thuận này. Điều đó có nghĩa là thỏa thuận có thể sẽ được thông qua tại Quốc hội, mặc dù Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir hôm thứ Bảy đã đe dọa sẽ lật đổ chính phủ liên minh nếu ông Netanyahu tham gia một thỏa thuận Gaza, đòi hỏi phải chấm dứt chiến tranh mà không loại bỏ Hamas. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1 tháng 6 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện qua điện thoại với các quan chức hàng đầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ai Cập về đề xuất này. Các cuộc đàm phán ngừng bắn đã thất bại trong nhiều tháng do bất đồng trong những vấn đề cốt lõi. Theo thông tin của Israel, cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 khi các chiến binh Palestine do Hamas lãnh đạo đột kích miền nam Israel từ Gaza, giết chết hơn 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và bắt giữ hơn 250 người làm con tin. Theo các cơ quan y tế Palestine, chiến dịch trên bộ và trên không của Israel ở Gaza đã khiến lãnh thổ này trở thành đống đổ nát, dẫn đến nạn đói trên diện rộng và giết chết hơn 36.000 người.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 2 tháng 6 của Báo Thanh Niên. Quang Huy xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm, theo dõi. Và những thông tin mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị sẽ bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị.